Nguyễn Thường xin chào bà con cô bác, rất vui khi gặp bà con cô bác trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang đi vô nhà cô nè. Bữa nay cô ở đây bán cam. Ở đây cô sửa soạn kêu người ta lái lại bán cam. À, mời bà con tiếp tục theo dõi video. Bây giờ đang hình cho mày đang cô đơn đó nha. Lội cô đơn. Trời ơi, quá trời cam luôn. Anh chàng cô đơn đang lội mò cam. Rồi dài lên tới trển luôn hả? Ừ. Rồi đây em quay tới đầu đất trển rồi đó. Rồi cam. Cam thấy ham không? Này cây càng bự thì nó cái càng nhiều hết ta. Có mấy cây sao? Mấy chỗ hơi trống này chứ. Có sức. Đứng đây mà nghe mùi cam nó thơm. Dạ chưa. Anh quay cam vô luôn. Anh kiếm giùm cái trái nào mà ngọt ấy. Quay trực tiếp ăn trực tiếp rồi luôn vậy đó. Rồi mình mới lên YouTube mình gửi này kia rồi. Này qua đây trái cũng dữ ha. Một quá. Một cam vậy là nếu mà đậy cái đó là khoảng nhiêu ký anh? Một cái khai vậy? 40 ký. 40 ký. Ôi, đây đến được cả trăm vỏ mà. Trăm khai nè mà. Cho trái ngọn nè. Để trong đó quý mình những chàng mà thở cam. Thì nó hơi cắt cam, những chàng thở cam. Cam luôn. Xin muối đi. Xin muối ấy. Rồi cam vàng tươi luôn trời. Được luôn con. Một cái à. Rồi cam nó vàng cái nè. Ôi trái này ngon thiệt. Ngọt rồi. Ngọt quá. Nếu như tôi chưa ăn thử mở chín nè. Không mà cái này ngọt thiệt chứ. Ăn thảo cam thôi, phải lựa chứ. Cái cam vàng tươi luôn mà bà coi. Đúng. Đúng là thợ mà lựa ngay cái cam ngọt liền phải không? Ừ. Cam. Chưa đói bụng này thôi ăn cam mà ăn cơm vô không? Không kịp ạ. À. Được, khác rồi. Rồi. Khác rồi, mất lòng rồi. Vô đây được ăn cam miễn phí ha. Ừ. Tự do. Ăn thoải mái. Ừ. Đây mình cũng mới xin lọt được cái cam này vàng tươi luôn mà coi. Quá trời vàng. Trời ơi, ăn đại đi. Trời ơi, làm 5-3 trái đã nữa. Dạ ăn. Ăn ăn một cái là hồi về ăn cơm không kịp rồi đó. Trời ơi, gì đâu. Không có bình thường không. Phải nói chứ ăn cho bình thường. Rồi trái dòm thấy mê không cái cây này. Trái khủng khiếp. Làm dùng đầy dữ vậy ta. Ngọt không? Không, mấy trái coi là cam này đưa để ăn là trái nào cũng ngọt hết vậy. Ngọt không? Cái đỏ không thì chín nó ngon. Như phải cắt lần này là phải nhiêu nữa mới lại cắt nữa. Một tháng. Tháng rồi chắc nữa chứ không chứ. Cái mấy này nè. Ừ. Nguyên giỏi luôn. Có được. Tôi ngày nào cũng ăn dạ trái. Kéo thì mê không? Nguyên giải không?
Chào bà con, thì bây giờ mình đi về rồi, khoảng cỡ 2 bây giờ mình quay lại để coi mấy anh kéo cam lên xe. Bà con tiếp tục theo dõi video của mình nha. Quá trời cam luôn. Thấy bà con mình thấy rất là độc đáo không? Chỉ có ở dưới miền Tây mình mới phát hiện được cái kiểu mà kéo cam như vậy luôn. Công nhận nhìn thấy chóng thiệt chứ. Trời ơi, già dữ vậy đã. Chóng thiệt chứ. Dưới đoàn tàu. Bà con cô bác mình nhìn thấy chó được chứ. Hơi cam luôn nè. Như là đoàn tàu xe lửa luôn. Đây không rồi. Trường sọt không nổi. Cái nào khóc. Đặt xuống không đó. Ê, sọt 3 tí. Ủa, chẳng hỏi cái nó nhót. Mấy đứa đang không biết lựa à. Là nó quý. Có luôn mà hả? Biết rồi, có nào the rồi đó, nên the đó. Thấy đưa ra cho nó bấm. Để ai mà quay đâu chứ Nam ơi, lại đi rửa giết rồi tối rồi. Đâu mà nào quá. Đâu có ai mà quay chị đâu, quay mấy chú làm thôi. Đưa ra tôi phải có chắc gì đâu, có chừng quay chị tiểu nó rút nữa. Làm đi chị, em không quay chị đâu. Vô tình đi, mà Đài Loan nó vô ai cưới nữa. Bây giờ không đưa lên sóng truyền hình đi, coi một cha Đài Loan hay một cha Mỹ không phát gì đó, yêu cầu đưa tôi bắt chị đi. Ôi, cam. Mấy trái này vàng tươi luôn. Nó ngon. Trời, tròn đẹp ha. Dạ. Đây là loại nhất không? Một. Chào bà con cô bác, thì giờ mấy chú thu hoạch cam nè. Ông chắc vô mấy kệ nè. Bà con mình dòm thấy chóng chưa? Chóng. Chào bà con cô bác, thì giờ mấy anh vô căn này sửa soạn về. Cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi. Hẹn bà con trong một video tiếp theo.